Xin kính chào anh chị và các bạn. Chào mừng anh chị và các bạn đã quay trở lại với kênh của Thành Đạt Bất Động Sản. Ngày hôm nay Thành Đạt xin giới thiệu đến cho anh chị và các bạn một trong những cái dự án khu đô thị vị trí trung tâm sầm uất bậc nhất tại thành phố du lịch biển Hạ Long. Trước mắt chúng ta đây chính là dự án khu đô thị Hạ Long Mon Bay. Đây là một trong những cái tổ hợp nhà phố shophouse biệt thự biển Hạ Long và được chủ đầu tư đó là HD Mon Holding ra mắt từ năm 2016 và dự án đã được bàn giao và đi vào hoạt động từ cuối năm 2018. Chỉ sau trong thời gian khoảng 2 năm thì nhà đầu tư đã thắng lớn khi mà giá bán đã tăng từ 1,5 cho đến 2 lần. Và qua video sau đây thì Thành Đạt muốn lý giải sự thành công của dự án cũng như là kinh nghiệm rút ra đó là gì. Và liệu 2024 chúng ta có còn cái cơ hội đầu tư tại dự án Mon Bay Hạ Long này hay không? Điều đầu tiên phải kể đến đó là cái vị trí của dự án Mon Bay Hạ Long. Đây là một trong cái dự án vị trí vô cùng đắc địa khi nằm ngay trên cái con đường bao biển Trần Quốc Nghĩễn thuộc phường Hồng Hà, thành phố Hạ Long. Với cái tổng vốn đầu tư là hơn 5.000 tỷ đồng, với quy mô là 18 ha và được phát triển bởi các loại hình đó là biệt thự đơn lập, song lập hay là những cái khu vực nhà phố thương mại và nhà liền kề. Và dự kiến thì dự án cũng có thêm đó là hai tòa căn hộ chung cư cao 35 tầng với tổng đó là 330 căn hộ. Dự án bán đợt đầu tiên vào cuối năm 2016 và đến nay thì sản phẩm còn giá gốc của chủ đầu tư thì chỉ còn một vài căn biệt thự với diện tích rất là lớn và chủ yếu là khách hàng mua sang nhượng thuộc khu vực nhà phố và shophouse. Thực tế giao dịch sang nhượng vào cuối năm 2019 thì khu vực nhà liền kề với giá hợp đồng là 6,8 tỷ thì với mức bán ra cũng dao động khoảng 11 tỷ. Hay những căn giá gốc dao động từ 8 tỷ 6 thì bán ra cũng phải là 15,5 tỷ. Và những căn giá hợp đồng 10 tỷ thì bán ra thị trường với mức giá lúc đó là 19 tỷ. Hoặc là cái giá cho thuê shophouse nhà phố theo Thành Đạt cập nhật nhớ từ năm 2019 thì cái giá liền kề ở đây với căn 90m² thì cho thuê với mức giá từ 35 triệu đồng trên một tháng. Và những cái căn góc vị trí đẹp hay là diện tích lớn hơn từ 140m² thì giá cho thuê dao động từ 70 cho đến 75 triệu một tháng. Thì dễ dàng tính ra cái khả năng khai thác cho thuê đạt hiệu suất từ 6 đến 7% mỗi năm. Và gia tăng giá trị ở cả 3 mức giá đều có mức tăng gần như là gấp đôi trong cái khoảng thời gian là 2 năm. Và Thành Đạt ghi nhận mà đây là một trong những cái mức tăng giá mạnh nhất kể từ đầu năm 2019. Và đây là cái mốc thời gian mà quan trọng, rất là quan trọng đối với dự án. Và Thành Đạt sẽ phân tích kỹ hơn ở những cái video về sau. Và có thể nói thì nhà đầu tư tại dự án Mon Bay Hạ Long đã thắng lớn. Vậy thì thành công đến từ đâu và có rút ra được cái bài học kinh nghiệm gì không từ cái dự án này? Theo Thành Đạt đánh giá thì sẽ có hai yếu tố mà mang lại sự thành công cho dự án Mon Bay Hạ Long này. Và tương ứng đó là cái lợi nhuận cho nhà đầu tư. Thì vào thời điểm triển khai dự án thì hệ thống hạ tầng giao thông khu vực xung quanh dự án cơ bản là đã hoàn thiện. Và thời điểm đó thì cái tuyến đường bao biển Trần Quốc Nghĩễn cũng chưa được công bố quy hoạch làm mới. Vậy thì cái yếu tố mà nhà đầu tư nhắm đến đó là gì? Thì rất ít nhà đầu tư để ý vì không ảnh hưởng trực tiếp, nhưng mà cái sân bay quốc tế Vân Đồn và cao tốc Vân Đồn Hạ Long có ảnh hưởng rất lớn đến thành phố Hạ Long nói chung. Và hai công trình này giúp cho du khách đến với Hạ Long dễ dàng hơn rất là nhiều. Và du lịch là cái nguồn thu chính của thành phố Hạ Long. Ngay khi đi vào hoạt động thì hai công trình hạ tầng trọng điểm này đã đẩy giá bất động sản Hạ Long tăng từ 8 đến 10%. Và yếu tố thứ hai ảnh hưởng trực tiếp mạnh mẽ hơn đến với dự án Mon Bay Hạ Long chính là cái quy hoạch nâng cấp đường bao biển Hòn Gai dài 4,8 km có trung điểm đó là cung triển lãm Hạ Long và bảo tàng Quảng Ninh đối diện với dự án đó chính là cái khu đô thị Mon Bay. Như anh chị đã thấy trước mặt chúng ta đây chính là những cái hình ảnh phối cảnh mới nhất của dự án Mon Bay Hạ Long. Thực sự đây là một trong những cái dự án mà Thành Đạt đánh giá rất là đẹp và tiềm năng cho khách hàng mua về đây để ở, nghỉ dưỡng hoặc là khai thác đầu tư cũng rất là tốt. Một sản phẩm mà được bàn giao đúng với cam kết
mang lại cho cư dân một trong những cái môi trường sống rất là tốt. Và nhiều khách hàng đầu tư ở đây thì nhưng đến khi lúc mà nhận nhà thì thấy thích liền giữ ở lại, không bán nữa. Và nhiều khách hàng thấy đẹp xong muốn chuyển vào đây ở, thì tức là cái người muốn vào thì nhiều mà người muốn bán ra thì ít, và cung ít hơn cầu thì tất nhiên là cái giá trị bất động sản ở đây sẽ tăng lên rất là cao. Và điều này thì đúng với tất cả các dự án mà Thành Đạt đã từng triển khai. Giá khởi điểm ở tại dự án thấp nhất cũng phải là từ 6,8 tỷ, biệt thự thì lên đến gần 20 tỷ. Có thể thấy thì cư dân ở Mon Bay, Quảng Ninh là một trong những cái tầng lớp có thu nhập rất là cao, đến rất cao. Và nhóm cư dân này là tâm điểm thu hút những cái dịch vụ, những cái nhãn hàng cao cấp về Mon Bay kinh doanh. Từ đó thì càng đẩy cho cái giá cho thuê mặt bằng tại đây lên cao hơn so với bên ngoài. Và cư dân chính là cái người quyết định cuối cùng cho sự thành công của một dự án. Và cơ hội để đầu tư bất động sản tại Hạ Long, đó là Hạ Long trong những năm trở lại đây thì như anh chị và các bạn cũng đã được biết, thì thành phố được truyền thông mạnh mẽ hơn trước và các dự án trọng điểm vốn đầu tư hàng nghìn tỷ đồng liên tục được triển khai mới. Và các cái dự án như là đường bao biển hay là bãi tắm Hòn Gai cũng đã được hình thành, hay là sân bay Vân Đồn tuy đã vào hoạt động nhưng vẫn chưa đạt được hết cái công suất. Và xa hơn thì sẽ có một cái hầm cửa lục nối hai bờ Bãi Cháy và Hòn Gai. Đây là những cái yếu tố về cái hạ tầng mà nhà đầu tư có thể xem xét. Và riêng về cái dự án Mon Bay Hạ Long, tuy giá đã lên cao và khá ít sản phẩm bán ra, nếu nhà đầu tư muốn giữ tài sản và khai thác cho thuê tốt, hoặc là đơn giản là muốn hưởng thụ cái cuộc sống tại trung tâm Hạ Long ngày ngày thì sống cùng di sản, thì Mon Bay vẫn là cái kênh đầu tư rất là tốt. Và nhà đầu tư cũng có thể tham khảo một số khu đô thị mà Thành Đạt đánh giá là cực kỳ tiềm năng trong tương lai, như là cái khu đô thị Hạ Long Manila của chủ đầu tư BIM Group, khu đô thị mới 250 ha được quy hoạch rất là bài bản và hiện đại, chuyên biệt để phục vụ du lịch. Và hiện tại giá thì lại thấp hơn so với trung tâm của thành phố Hạ Long, nhưng tiềm năng trong tương lai thì lại không hề thua kém. Và nếu như anh chị và các bạn có nhu cầu tìm hiểu về dự án khu đô thị Mon Bay Hạ Long hay là những cái dự án khác tại thành phố Hạ Long thì có thể liên hệ cho Thành Đạt có số hotline để bên dưới video. Rất mong là được hỗ trợ tư vấn cho anh chị lựa chọn được loại hình phù hợp nhất. Thành Đạt xin kết thúc video ở đây. Xin chào và hẹn gặp lại.